Chào tái ngộ quý bạn khán thính giả. Đây là phần 2 trong loạt bài hiểu đúng về tự do tín ngưỡng. Chúng tôi sẽ bàn về việc tuân hành luật tín ngưỡng của chính phủ Việt Nam đối chiếu với những cái hoạt động của tôn giáo. Và để cho quý vị thấy rõ tại sao chúng tôi có những cái cuộc đấu tranh chống tiêu cực ở trong tôn giáo. Thì sách trắng tôn giáo khẳng định các điều tự do tôn giáo được bình đẳng trước pháp luật, nhà nước không phân biệt đối xử vì tín ngưỡng tôn giáo, không một cá nhân tổ chức tôn giáo nào hoạt động theo đúng pháp luật mà bị ngăn cấm cả. Người dân cũng hoàn toàn tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào. Cho tới nay đó thì nhà nước đã công nhận tới 36 cái tổ chức tôn giáo. Theo đó thì các hoạt động tôn giáo như là đào tạo chức sắc nè, xây dựng nè, sửa chữa cơ sở thờ tự hay là quan hệ quốc tế của tổ chức cá nhân tôn giáo diễn ra thuận lợi theo quy định của pháp luật. Về đoàn kết á, từ xưa truyền thống đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước, việc chung sống hòa bình và bao dung giữa các tôn giáo cùng với tính nhân ái, nhân bản con người và xã hội Việt Nam đã tạo ra một bức tranh sinh động về tín ngưỡng tôn giáo. Thì qua đây đó có những cái từ ngữ mà chúng tôi muốn khai triển ra là thứ nhất là cái chữ công nhận một tổ chức tôn giáo thì chúng tôi xem đó như là công nhận một cái người đó là công dân của nước Việt Nam, được đi lại trên nước Việt Nam, được buôn bán, được trò chuyện, được sống trên cái mảnh đất Việt Nam thế thôi. Chứ chúng tôi không có nghĩ rằng công nhận một tổ chức tôn giáo thì cái tôn giáo đó nghĩa là bất khả xâm phạm. Chúng tôi không có hiểu như thế đó. Và chúng tôi cho rằng cái sự hiểu biết của chúng tôi như vậy là đúng. Tức là công nhận một tôn giáo, tức là công nhận cái tính cách pháp nhân, tư cách pháp nhân của tôn giáo đó. Đó. Rồi nói đến cái sự đồng hành với dân tộc. Thì đây là chính là cái chỗ mà một cái giáo lý của một tôn giáo có thể đưa đến không đồng hành với dân tộc và mâu thuẫn không tránh khỏi và khó giải quyết nhất. Đồng hành với dân tộc và đấu tranh chống tiêu cực là hai cái việc song hành với nhau. Cho nên việc đấu tranh chống tiêu cực nhiều khi bị chụp mũ là động chạm đến tự do tôn giáo. Đây là một cái điều mà người yêu nước phải biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Đừng có hở hở nói là cái này là động chạm tới tôn giáo hay là động chạm với tự do tôn giáo hay là chống tự do tôn giáo. Quý vị phải biết phân biệt cái điều đó. Và cái khái niệm thứ ba ở trong các những cái danh từ trên là chúng ta sẽ thấy là có cái sự bao dung giữa các tôn giáo. Thì chúng tôi có đọc những cái quan niệm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền định nghĩa cái tự do tín ngưỡng. Và họ có nói đến cái vấn đề mà khoan dung và khoan dung giữa các tôn giáo. Thì họ cho rằng về phương diện cá nhân đó, cái sự khoan dung tôn giáo thường được hiểu là cái thái độ chấp nhận của mình đối với tín ngưỡng của người khác. Cái sự khoan dung này á không có đòi hỏi chúng ta phải coi cái tôn giáo của người khác cũng đúng đắn giống như tôn giáo của mình. Do đó là mình có thể mình chọn lựa cái tôn giáo này hơn tôn giáo khác chứ không phải là tôn giáo đều giống nhau. Dĩ nhiên là nó phải có cái hơn cái kém thì đó là cái và cái sự chấp nhận của mình tới đâu thì mình gọi là khoan dung, là bao dung khoan dung tôn giáo đối với những người khác. Nhưng mà quý vị thấy là cái sự bao dung tôn giáo này là ngay cả ở Âu Mỹ họ cũng đối với Hồi giáo đó. Cũng có nhiều quốc gia ở Âu Mỹ họ cấm cái trang phục của Hồi giáo giống như là khăn trùm đầu đó, họ cấm hẳn. Thì đó là cái sự khoan dung của người ta cũng có cái giới hạn, người ta cũng vi phạm vào cái tự do tôn giáo, nghĩa là do đó là chúng ta qua đây thấy là tự do tôn giáo không phải là được chấp nhận bởi tất cả mọi người và cho là tự do tôn giáo. Vì cái tôn giáo của mình có thể có những cái biểu hiện nào đó nó không có phù hợp với xã hội thì người ta không bao dung. Đó. Đó là những cái danh từ mà chúng tôi lướt qua để mà chúng ta có thể. Thì tôi xin dẫn chứng những cái hoạt động tôn giáo ở các nước Tây phương như là Pháp, Mỹ là nơi có đầy đủ tự do tôn giáo và họ đứng lên làm anh hai thế giới, cứ đi dò xét đo lường tự do tôn giáo ở các nước khác như là Việt Nam của mình. Khi mà họ muốn khống chế thì họ cứ nói là mình không có tự do tôn giáo này kia nọ đó. Thì bây giờ nói chuyện ở Pháp trước.
từ cách mạng Pháp đến nay thì tôn giáo này càng ngày càng lụi tàn, thì cái tôn giáo Thiên Chúa giáo càng ngày càng lụi tàn, nhà thờ chỉ còn để trang trí về mặt biểu tượng thôi, không có còn con trai con gái nào đi tu làm linh mục hay gì phước nữa. Tôi đã từng qua bên nhà dòng nữ tu của bà chị tôi đó, thì tôi chứng kiến là không có người bất cứ người Âu Châu nào đi tu nữa hết, mà cái này là 4-5 năm về trước rồi đó, tức là không có một cái người Âu Châu nào đi tu nữa hết. Do đó là những cái tu sĩ hay là những cái tu sinh, tu nam nữ đó, đều là nhập cả từ những cái nước mà họ đi truyền giáo trước đây đó, là da đen da vàng đấy. Còn ở Mỹ thì không phải các việc hành đạo nào cũng được chấp nhận đâu, mà cũng có thể dân Thiên Chúa giáo ở Mỹ không có làm những điều quá lố như ở Việt Nam, như là rước mình Thánh Chúa đi chung quanh Hồ Gươm rồi kéo lên đền Hùng tuyên bố những cái điều rất là phản cảm. Nhưng mà nhiều người không có theo đạo, họ không tưởng tượng rằng những người theo đạo này có thể nói những cái câu như thế đó. Họ cứ tưởng rằng đạo nào cũng tốt. Đó là cái điều rất là nguy hiểm. Mà quý vị không có theo dõi, quý vị không biết rằng họ cầu kinh như thế nào, họ đã nói những gì, những cái ngôn ngữ như thế nào, nhồi sọ như thế nào, để sau này họ trở thành cái người chống bán lại đất nước, nếu cái người lãnh đạo đất nước không thuộc về phe của họ. Và nếu mà cứ căng thẳng như thế đó là họ sẽ tách rời. Đó là cái sự chia rẽ tôn giáo thực sự. Cái mầm móng chia rẽ tôn giáo rất là nguy hiểm ở trong những cái câu kinh của người ta. Phải hiểu và phải lên tiếng. Chúng ta là ta lên tiếng chứ chúng ta không có cấm cái tự do tôn giáo, nhưng mà chúng ta có quyền lên tiếng để cảnh báo cho mọi người biết là những cái câu đó nó có hại cho cái tương lai của đất nước mình, để mà ngăn ngừa cái sự chia cách đất nước mình. Chúng tôi làm sao chống nổi một cái tôn giáo đấy? Thì chúng tôi sẽ đi qua những cái chi tiết trong cái luật tín ngưỡng và tôn giáo mà chúng tôi lấy được từ cái link này đây. Luật Việt Nam, chính sách luật tín ngưỡng tôn giáo đấy. Thì trong này thì cái điều 1, điều 2 đó là nói tổng quát. Còn điều thứ 3 đó là nói về trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, thì cũng không phải là thuộc về cái nội dung của cái bài này. Điều thứ 4 là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì cái điều này nó liên hệ tới người dân như thế nào. Là cái điều 4 này nó phản ảnh kịp thời, tức là Mặt trận Tổ quốc phản ảnh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tức là ở đây là có một cái sự tương tác được cho phép bởi luật về các báo cáo của người dân đối với các vấn đề về tôn giáo, và Mặt trận Tổ quốc có trách nhiệm là phải phản ánh kịp thời các ý kiến đó. Điều thứ 5 rất là quan trọng. Điều thứ 5 là các hành vi bị nghiêm cấm. Là thứ nhất là phân biệt đối xử kỳ thị với lý do tín ngưỡng tôn giáo. Đây, trong cái phần này á, là nó có những cái chi tiết là ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo. Và một cái chi tiết nữa là xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo. Đó, đây là ba cái chi tiết ở trong cái điều 5 mà chúng tôi muốn khai triển ở đây. Thì nhắc lại trong điều 5 đó, cấm phân biệt đối xử kỳ thị vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Đây là cái điều mà chúng tôi thấy ở trong các xóm đạo, lương và giáo họ phân biệt với nhau. Người lương trong xóm đạo thì bị kỳ thị hoặc là như là không có đi lễ hay là không có tuân theo cái lệnh của cha đạo. Thì họ bị đối xử một cách rất là tàn tệ, như là một quốc gia, trong một quốc gia, các xóm đạo đó. Chúng tôi đọc nhiều cái chuyện ở trong xóm đạo, sự cai trị của những người lãnh đạo trong tôn giáo đối với người dân rất là tàn nhẫn, độc đoán. Rồi kỳ thị tín ngưỡng nó thể hiện trong cái vấn đề gọi là lương và giáo, là luôn luôn là có một cái lằn ranh vô hình. Mà chúng ta sẽ thấy là ở trong cái clip có cái thư của cái chị trên là chị Lê Thị Cần. Chị lúc đó thì chị cũng là người có đạo ở giáo xứ Gành Ráng. Chị chịu tất cả những cái hình phạt là vì
nghĩ rằng chị chống lại cha đạo vì mà chị có khuynh hướng ủng hộ nhà nước và chị chống lại cái cha đạo thì chị đã bị rất là nhiều hình phạt. Nó thấy chị nghe thời sự là nó cũng ghét à? Đúng rồi, mình nghe thời sự nó chửi, nó chửi mày, mình nghe thời sự suốt ngày. Thì chị bảo chúng nó là dọn sang Vatican ở đi. Còn cái vụ mà nguyên lại này nọ, cái chuyện đó nó có trước khi chị viết bài gửi trên kênh Cần Ly đó. Tôi nhớ là trong đơn gửi công an thành phố, tôi có nói đến tên Cường và tên con rể của Tiến gây rối như thế nào. Và hôm nay hay mỗi lần ở địa phương thì chúng lại bàn cách gây rối. Mà trong đơn gửi công an tỉnh vừa rồi, tôi cũng có nêu về gia đình công giáo này, nói về địa bàn của xóm đạo, họ sống liền kề nhau, cho nên những ai mới đến cũng phải biết lấy lòng người công giáo. Các lễ hội nhóm này đã lợi dụng địa thế để lộng hành và khiêu khích. Chúng luôn theo dõi các clip của Trần Ly, và hội nhóm này đã lên kế hoạch 11 giờ trưa ngày 2 tháng 11 để thăm dò tôi sẽ đối phó như thế nào khi chúng gây rối và khiêu khích, để chúng biết đồng minh của tôi là những ai. Như Tân Cường đã nói, mày sợ rồi, mày đâu dám kêu đồng bọn của mày vào đây. Thằng nào vào đây tao cắt cổ mày luôn. Vậy hả? Nhưng cái bọn này chỉ biết. Bây giờ em hỏi thiệt chị coi nè, bây giờ em hỏi thật chị này, chị có cần có chị hỏi nó xem nó có muốn chơi không, em cho người vô tận nơi gặp nó nè. Làm họ cô lập mình giống như một ốc đảo, rất là khó sống, và họ mắng chửi chó mắng mèo mình và hành hạ mình bằng nhiều cách, thành ra làm cho mình ở không nổi ở trong xóm đạo mà phải dọn ra. Thì đó là những cái mức độ kỳ thị tín ngưỡng hay là ngay cả cái sự đồng hành với dân tộc nó cũng có trong đó, là rất là lớn lao, cái việc nó rất là căng thẳng chứ không phải là đơn giản mà chúng tôi nói. Rồi cái sự ép buộc, luật cấm ép buộc mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo, thì ở đây cái mức vi phạm của những người theo đạo Công giáo La Mã và nói chung Thiên Chúa giáo rất là nặng nề. Tức là khi mà họ có tình yêu với nhau và đi đến hôn nhân thì họ bằng cách này, bằng cách khác, họ để cho mình rốt cuộc là phải đi theo cái đạo của họ thì cái tình yêu nó mới được nối tiếp. Đây là xin đọc cho quý vị nghe cái câu trả lời của mấy linh mục Công giáo khi người ta hỏi tại sao mà cứ bắt người khác theo đạo mới cho cưới. Thì họ viết thẳng một cái bài như thế này đây. Đấy, và câu trả lời là: cha mẹ nào cũng lo con cái, vì xuất thân từ môi trường Công giáo, cha mẹ sẽ có một sự tin tưởng dành cho những bạn trẻ nào cũng được nuôi dưỡng và lớn lên trong môi trường đó. Họ sẽ yên tâm hơn khi gửi gắm con cái mình cho một gia đình Công giáo. Nếu hai bên thông gia đều Công giáo thì sẽ dễ dàng có cùng quan điểm lối sống, cách bảo ban dạy dỗ con cháu. Xin ngừng ở đây, xin lỗi chứ mấy gia đình Công giáo cưới Công giáo với nhau cũng đánh lộn, cũng chửi lộn nhau hoài là quý vị. Xin đọc tiếp. Ngoài ra, tuy tôn giáo không phải là yếu tố duy nhất quyết định hạnh phúc của lứa đôi, nhưng nếu họ cùng chia sẻ với nhau một niềm tin tôn giáo, đời sống chung cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Môi trường Công giáo là một môi trường rất tốt để nâng đỡ họ. Nếu cả vợ và chồng đều sớm tối cầu nguyện, dâng những lời kinh lên Chúa, tham dự thánh lễ, các bí tích, tham gia các hoạt động của giáo xứ, tích cực sống theo những chỉ dẫn của giáo hội, họ sẽ không cảm thấy cô đơn trong cuộc hành trình hôn nhân của mình. Con cái của họ cũng sẽ được giáo dục tốt, không chỉ về kiến thức nhưng còn về đức tin nhân bản. Mỗi khi gặp khó khăn, họ có nơi chạy đến để tìm nâng đỡ cả về thiêng liêng lẫn vật chất. Những điều này sẽ khó có thể có được
khi vợ và chồng thực hành niềm tin của mình ở hai tôn giáo khác nhau. Xin cũng đáp lại, xin nhận xét cái chỗ này. Tôi có nhiều người bạn, hai bên gia đình đều là tôn giáo, cùng tôn giáo, cùng tin lành. Một gia đình cùng tin lành và một gia đình cùng là công giáo. Nhưng mà cái yếu tố mà mấy ông này đưa ra đó là không có giúp đỡ gì cho cái hạnh phúc của họ cả. Tức là họ biện hộ như vậy thôi, họ muốn ép người ta theo đạo thôi chứ không có ảnh hưởng gì cả. Chúng tôi có một cặp gia đình bạn cũng cùng tôn giáo, cùng tin lành, cũng rất là có những cái nghi lễ theo trong tôn giáo, họ tuân thủ, họ đi nhà thờ, họ rất là tốt lành. Nhưng mà con cái họ lớn lên rồi ba trong năm đứa là một đứa thì đi xì ke, đứa thì gạt gẫm về về internet, rồi một đứa thì bị cái gì đó thì cũng đi tù. Thành ra đến nỗi mà người bạn không có dám liên lạc với bạn bè nữa là vì họ thất vọng. Đấy, ba năm có năm đứa mà hết ba đứa như vậy rồi, đứa nào cũng bị tù vì cái này bị cái kia, gạt gẫm con gái người ta nữa. Đấy, thế thì tất cả những cái lý do mà mấy người này đưa ra đó là chỉ là cái lý thuyết suông, cái ép buộc người ta cứ cho, tự cho mình là nhân bản, tự cho là mình là cái nơi tốt lành. Đấy, rồi tiếp theo nhé, họ nói là ngược lại, cưới một người không công giáo sẽ có thể dẫn đến nguy cơ bên công giáo lơ là hoặc đánh mất đi đức tin của mình. À, cái này là thật đấy, cái này có thật đấy. Đặc biệt là khi bên nữ công giáo phải về làm dâu bên chồng là người không công giáo, nếu một bên lại theo tôn giáo khác, có những sinh hoạt tâm linh khác, bên công giáo có thể sẽ đánh mất điều kiện để thực thi bổn phận Kitô hữu của mình. Con cái sinh ra sẽ khó có điều kiện được giáo dục tốt trong môi trường tâm linh thuần nhất. Đấy, cái này tôi cũng xin có nhận xét là như thế này. Mấy cái câu trên thì đúng, tức là các anh, mấy cô dâu mà về nhà chồng không có công giáo thì sẽ thấy những cái tư tưởng của cái truyền thống của người ta sẽ tốt đẹp hơn, sẽ nhân bản hơn, chứ không phải là như bên công giáo. Do đó là họ sẽ mỏ đảo là cái chất. Nhưng mà còn cái vấn đề mà con cái sinh ra sẽ khó có điều kiện được giáo dục tốt thì xin lỗi nhé. Chưa chắc con cái của quý vị mà tốt hơn quý vị con cái của những người lương. Đấy, toàn là quý vị cứ áp đặt cái tư tưởng tự cho rằng mình tốt, tự đấm ngực cho mình tốt thì làm sao quý vị dạy cho người ta cái đức tánh khiêm nhượng được. Rồi, luật tín ngưỡng cũng cấm xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo. Đó, thì bây giờ quý vị thấy là cái người theo đạo Chúa đó đã bê cái bàn thờ tổ tiên ông bà ra và vớt đi để thay vào đó tượng Chúa, rồi sau này người ta chửi quá thì để cái bàn thờ ông bà để nằm dưới cái bàn thờ của Chúa. Đấy, thì nhưng mà cái sự xúc phạm rất là lớn là trong cái cuốn phép giảng 8 ngày của ông cố đạo truyền giáo Alexander Roth, mà chúng tôi gọi là tên gián điệp giáo gian. Cái cuốn phép giảng 8 ngày này hiện giờ còn lưu lại giữ trong cái nhà thờ Mằng Lăng ở Phú Yên. Thì chúng tôi đọc sơ qua cái một cái ngày trong 8 ngày đó cho quý vị nghe thử xem cái mức độ xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo khác của cái ông cha đạo này như thế nào. Thứ nhất là ông nói nước Đại Minh, tức là ý ông nói là từ nước Trung Hoa đó, là nguồn gốc của đạo Khổng, đạo Lão, rồi ông chê đạo Bụt. Nên là trong cái đạo Bụt đó, ông gọi là đạo gian. Ông chê tất cả những cái lý thuyết về luân hồi của người ta. Và ông có cả trang và ông gọi cả Đức Phật bằng thằng. Ông gọi đạo, những cái đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật, ông gọi là đạo vậy. Vậy tức là nó không có chính đó, nó gọi là đạo vậy đó. Còn ông là xem đạo ổng mới là đạo chính, còn những cái đạo khác nó gọi là đạo vậy. Thì cái chữ vậy đó là khinh miệt người ta, xúc phạm người ta rồi. Đó, và ông gọi người ta là thờ quỷ, thờ ma. Mà trong cái phần này đó là trong cái ngày thứ tư này là chúng tôi đếm có 11 lần ông xài ông cái tiếng quỷ ma để ông nói đến đạo khác. Rồi ông gọi cái chữ dối, ông nói người ta dạy dối. Thì ông miệt thị người ta như vậy là tới 24 lần cái chữ dối ở trong này. Đây. Đây là một đoạn trong cái phép giảng 8 ngày mà
ông ấy gọi Đức Phật Thích Ca bằng thần đây nè. Ông ấy nói những sự dối trá của Thích Ca về linh hồn ta bởi tam giáo này tức là đạo Khổng, đạo Lão và đạo Phật á, như bởi nguồn đục có ra nhiều sự dối khác xông le, bắt mỗi sự dối ấy chẳng có làm chi, vì chưng biết là bởi đâu mà ra, cho hay tỏ tường là dối thì vừa, như thế có chém cây nào đục các ngành cây ấy tự nhiên cũng ngã với. Vậy thì ta làm cho Thích Ca là thằng hay dối người ta ngã xuống thì mọi chuyện dối trong đạo Bụt bởi Thích Ca mà ra, có ngã với thì đã tỏ. Tức là ý ông có nói là đạo Khổng, đạo Nho, đạo Lão cũng là do cái đạo Thích Ca này mà ra, do đó là chỉ cần chém cái cây đó thì tất cả những cái đạo kia nó sẽ ngã theo. Đấy, đạo Nho ông cũng chửi, đạo Khổng ông cũng chửi, ông cho rằng ông Khổng mà không biết Đức Chúa Trời là cội rễ mọi sự lành, mà tại sao mà người ta gọi ông là thánh hiền. Đấy, quý vị thấy cả một cái sự ganh ghét. Thế thì tôi không có đọc hết quý vị, nhưng mà ở đây là tôi chỉ nói tóm tắt lại là ông nào ông cũng xuyên tạc, kỳ thị và ganh ghét, rất cái tư tưởng là nghịch và vi phạm cái luật tín ngưỡng của chúng ta. Nếu mà ai mà còn hoạt động cho vinh danh cái ông Alexander Ross này thì quý vị hãy nhớ ông vi phạm luật tín ngưỡng và ông này là tội phạm đối với văn hóa dân tộc Việt Nam. Đấy, ông xâm lăng Việt Nam, ông chà đạp cái tôn giáo truyền thống của Việt Nam, do đó ông là tội đồ chứ không thể nào mà vinh danh ông bằng bất cứ lý do nào hết. Mà thế mà chúng tôi thấy là liên tục, thế mà giáo hội Công giáo ở Việt Nam đã không ngừng vận động bằng mọi cách để đem cái tên giặc văn hóa này đặt tên đường, đặt rồi cho cố gắng cho vào sách giáo khoa để ca ngợi công lao của ông ta, gán ghép cho ông ta vào cái sự chế ra chữ Việt, mà thật ra ông chẳng có công gì hết. Ông chẳng có công gì mà dùng nó để phỉ báng các đạo truyền thống của dân ta. Vậy thì chúng tôi bức xúc, mang ra để lên tiếng, kết án các hành động đó có chính đáng hay không? Tại sao lại tố ngược chúng tôi là chia rẽ tôn giáo? Chúng tôi rất là bức xúc mỗi khi mà chúng tôi đem ra những cái tiêu cực mà vi phạm tôn giáo, vi phạm những cái chuyện đó trong luật tôn giáo. Mà quý vị, mà chúng tôi lại bị tố ngược lại là chia rẽ tôn giáo. Mà cái người chia rẽ tôn giáo như thế đó, thì quý vị để cho những người ở trong Công giáo là cứ hoạt động, cứ vận động, cứ dối gạt người ta để mà vinh danh một cái thằng tội đồ như thế đó. Do đó chúng tôi rất là bức xúc. Người Công giáo nói chung á, mà khi mà muốn bịt miệng chúng tôi, họ thường nói câu ai có tội thì người đó thì nói người đó thôi. Như cái trường hợp như thế này nè, chả lẽ chúng tôi chỉ nói cái ông Alexander Ross thôi, ông đã chết 80 đời rồi. Đấy, còn ai là cái người vận động làm sao chúng tôi biết? Làm sao chúng tôi biết được? Mãi cho đến khi nào mà cái tờ báo nào đó đăng lên nói, có đề nghị này để tên Alexander Ross rồi lập nên cái viện tôn vinh chữ Việt này kia cái nọ rồi dối trá làm như thế đó, chúng tôi làm sao biết được? Nhưng mà tất cả những người Công giáo đều lẳng lặng và ủng hộ những việc làm đó cho tới khi nó thành hình. Vậy thì chúng tôi làm sao biết được người nào mà gọi là lên tiếng? Có phải quý vị gạt gẫm chúng tôi không? Làm sao chúng tôi nói được trong những cái cuộc vận động như thế này? Đấy. Đấy, vấn đề ở đây là cả 6-7 triệu người Kitô La Mã ở Việt Nam không hề lên tiếng ngăn chặn những cái trường hợp như thế đó. Mà quý vị làm sao biết được mà ngăn chặn? Quý vị đã bị nó dụ dỗ nhồi sọ để cho quý vị không biết thế nào là đồng hành với dân tộc, không biết thế nào là yêu nước và thế nào là phản quốc, thì làm sao quý vị lên tiếng đây? Mà chúng tôi lên tiếng thì quý vị ngăn chặn, quý vị nói là chia rẽ tôn giáo. Ôi trời đất ơi. Đấy, để cho quý vị làm cha trên đầu người ta thì quý vị mới gọi là tự do tôn giáo hay sao? Đấy, quý vị đã bị nhồi sọ rồi, quý vị không thể tự động nhận ra. Mà khi mà chúng tôi nhận ra, chúng tôi lên tiếng thì có nhiều người thì mới, nghĩa là không sợ người ta chê mình dốt nát thì cũng lên tiếng theo. Tức là quý vị lên tiếng sau khi chúng tôi lên tiếng. Do đó quý vị đừng có đem cái chữ mà ai có tội thì người đó lên tiếng nữa. Đến khi mà chúng tôi lên tiếng là sự việc nó đã quá trễ, quá lộ liễu rồi. Còn những cái cuộc mà vận động những người này lên từ tội đồ mà quý vị rửa cho thét cho sạch để mà quý vị phong lên làm thánh. Tất cả những vị thánh của quý vị này xét ra đây là tội đồ hết. Khi mà chúng tôi nói giáo hội ở Việt Nam làm như vậy đó, hay là giáo hội ở Roma làm như vậy, đâu có quan.
Rồi cái đọc tiếp cái luật tín ngưỡng. Thì về hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đó là họ cấm không được xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường. Như là, nhưng mà bởi vì quý vị xem đi, những người mà công giáo luôn luôn là có quan hệ với người nước ngoài. Trước đầu tiên là Vatican, những quan chức Vatican là người nước ngoài. Như vậy là có vấn đề an ninh quốc gia. Đó. Rồi quý vị luôn luôn là có tìm cớ lễ này lễ kia để tụ tập đông người, để hô hào. Trong đó là chống phá nhà nước. Đó. Không phải là tất cả mọi người đều có thể là chống phá nhà nước. Quý vị chỉ cần một, hai người thôi. Thì cái sự chống phá đó là đã đăng lên video cho khắp mọi người có đạo trên thế giới, chứ đừng có nói quốc gia Việt Nam không, là cũng đã ảnh hưởng rồi, đâu có cần gì phải tất cả mọi người. Ngày xưa đó là chỉ cần một ông linh mục Trần Lục thôi là đã vận động được 5.000 người giáo dân đi theo mà đánh phá chiến lũy Ba Đình của Đinh Công Tráng. Vậy thì ngày nay với cái công nghệ thông tin như thế này, chỉ cần một người lên thôi là có thể vận động cả nước 6-7 triệu người dân Việt Nam cùng chống nhà nước theo, cùng có cái tinh thần như vậy. Làm sao cấm chúng tôi nói ra đây? Đó là những vấn đề tiêu cực, vấn đề chống lại, vấn đề xâm phạm an ninh của quốc phòng mà mỗi người dân của chúng tôi đều có bổn phận phải lên tiếng. Ví dụ rất là cụ thể là mỗi một lần có một dịp như là cái dịch Covid-19 chẳng hạn, quý vị cũng chống lại, cũng tụ tập, cũng tung ra những cái tin đồn này nọ, chống lại cái chính sách của nhà nước. Rồi cái cũng quý vị cũng lợi dụng cái việc mà hãng Formosa xả thải trái quy định, quý vị cũng gây bạo loạn ở mình. Như vậy có phải là trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng bị xâm phạm hay không? Còn quý vị đều lợi dụng tất cả những cái cơ hội đó để mà gây bạo loạn, hô hào giáo dân, rồi dân chúng xuống đường với nhãn hiệu là chống Trung Quốc, rồi hãy bảo vệ biển đảo, hoặc là phản đối chính sách vaccine phòng chống Covid. Đó. Có bao giờ Hội đồng Giám mục Việt Nam lên tiếng phủ nhận những cái bài giảng của các ông trong nhà thờ như ở Dòng Chúa Cứu Thế như là Nguyễn Ngọc Ram Phong, những bài giảng của ông Linh Mục Nguyễn Văn Khải chưa? Hay là Nguyễn Ngọc Ram Phong, hay là Nguyễn Đình Thục, hoặc là Đặng Hữu Nam? Tôi chưa có nghe bao giờ, chưa có nghe quý vị lên tiếng chống lại bao giờ, hay là phủ nhận bao giờ. Quý vị cho phát tán hết. Rồi quý vị bảo nói ai thì ai sai thì nói người đó. Cái thời đại công nghệ này, một người nói bậy mà không có ai cấm là nó đã ảnh hưởng tới tất cả mọi người trên thế giới. Quý vị nhớ cho cái điều đó. Đừng có nói cái câu mà ai sai thì người đó, thì sửa người đó. Làm sao sửa được? Đó. Không hề có cái tự do ngôn luận trong cái hàng giáo phẩm đâu nhá. Nếu mà một người mà nói khác với cái ý của cái hàng giáo phẩm của giáo hội Việt Nam đó, thì quý vị đó sẽ bị lột áo, lột chức. Như cái ông cha gì Tường đó, Nguyễn Văn Tường đó, đã bị rồi. Mà chúng tôi thấy ông đó không có làm cái điều gì xấu hết, ông đó làm rất là tốt, ích lợi cho xã hội. Chỉ vì giảng những cái câu kinh mà nó hợp với cái đạo lý truyền thống, giống như là bên đạo truyền thống của Việt Nam, đạo như đạo ông bà thờ kính tổ tiên, hay là kính hiếu cha mẹ, hoặc là ăn chay, thế là ông ấy bị lột áo, không có cho hành nghề, mà cái lý do thì không có rõ ràng gì cả. Tóm lại trong cái phần này đó, thì chúng ta đã phân tích đi theo cái luật của tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam, từ cái mục phân biệt đối xử kỳ thị vì lý do tín ngưỡng tôn giáo thì cái cộng đồng Thiên Chúa giáo đã vi phạm rất nhiều. Thứ hai, ép buộc mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo thì quý vị cũng rất là vi phạm. Qua cái ngõ hôn nhân, quý vị dùng tình yêu để mà bắt cóc người ta theo đạo, rồi hoặc là rửa tội ngay từ lúc còn bé thơ. Rồi cái mục xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo là quý vị là trước tiên hả thầy, quý vị từ trong cái giáo lý và quý vị thờ phượng với quý vị tôn vinh những cái người đã xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo người ta,
từ cả mấy thế hệ trước, cả mấy thế kỷ trước. Rồi qua tới cái hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo của quý vị cũng là xâm phạm đến an ninh xã hội, trật tự an toàn xã hội và môi trường. Quý vị xâm hại đạo đức xã hội qua những cái trận ấu dâm mà người bị che đậy trong hội thánh. Rồi quý vị cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân do những cái thánh chỉ, những sắc chỉ của Tự Giáo Hoàng mà quý vị tuân theo, mà coi cộng sản như thù địch, coi chính quyền như thù địch. Lẽ nhiên là quý vị có một số người quý vị vẫn theo nịnh nọt, đi theo với chính quyền nịnh nọt, hoặc là một số người tốt, nhưng mà những số người tốt đó không chỉ là một vài cái con én không làm nổi một mùa xuân. Quý vị chia rẽ dân tộc, quý vị là những người chia rẽ dân tộc, mà trong lúc đó thì quý vị hễ ai mà đem ra phân tích cái điều gì tiêu cực ở trong xã hội quý vị, ở trong giáo lý của quý vị, thì quý vị cho rằng người ta gây mất đoàn kết, đi ngược với chính sách đoàn kết của nhà nước, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ dân tộc. Quý vị chỉ nói khơi khơi thôi, nhưng mà chúng tôi chứng minh là quý vị đã vi phạm biết bao nhiêu cái điều ở trong luật tín ngưỡng và tôn giáo. Do đó quý vị chính là những người gây mất đoàn kết ở trong xã hội nhiều nhất. Xin hẹn với quý vị lần sau để chúng tôi có những lời nhắn với giáo dân Phạm Quốc Khải. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại.